Chào anh em, dây sạc về anh em nhá. Quên đấy, còn cái thùng pin 18650 cũng về luôn, là mình không cui ra cho anh em rồi, để video sau nhá. Pin 18650 anh em nào đặt thì có hàng rồi nhá, mấy hôm bữa trước thì hết cả dây sạc nữa. Đây, dây sạc đây. Đây anh em cần thì liên hệ ha. 25k một cọng nhá. Đó, anh em muốn lấy xanh đỏ tím vàng, nói chung thì mỗi thứ một tí nhá. Anh em lấy ví dụ 1-2 cọng thì có thể nhặt theo màu ngẫu nhiên, hoặc anh em nào mà lấy trước ví dụ muốn lấy xanh đỏ tím vàng này. Ở xem này, nó có tới 4 hay 5 màu á. Xanh lục này, mình thử xem này. Màu đen này. Màu cam này. Xanh dương này. 1 2 3 4 màu à. Hình như là nó có tầm 4 màu anh em nhá. Nó có 4 màu á ha. Đó, anh em muốn lấy màu nào thì chọn ha. Còn ấy sau thì sao, dây này là dây sạc nhanh anh em nhá, chứ không phải là sạc thường đâu, mà nó có ba đây. Mình đang sạc cái con máy này đấy, đầu này là đầu Samsung đời mới bây giờ này ha, Samsung hoặc Apple á. Còn đây là đầu Type C đầu ngày xưa á, mà sạc mấy cái Nokia đây này, gọi là cái đầu Type C đấy, đầu Samsung cũ á. Đây mình sạc cho anh em coi, sạc rất là nhanh ha. Ví dụ mà cái sạc gốc của cái Nokia này mà mình sạc á, 7-8 tiếng nó mới đầy, nhưng mà cắm cái sạc nhanh này là chỉ tầm khoảng hơn tiếng là đầy luôn à. Nó đang sạc à. Rồi, thích cái là nó có đèn anh em ha. Sạc này là sạc nhanh nhá, sạc nhanh nên anh em một tiếp mát á. Chân anh em tiếp mát mà anh em sờ cọng sạc, kể cả anh em sờ mấy cái cọng sạc của anh em á, anh em sờ vào nó hơi cái kiểu nó hơi tê hơi giật mình ha. Đó là sạc nhanh á. Còn nếu mà sạc thường thì nó không tê vậy đâu. Rồi, 25.000 cọng nhá. Anh em nào lấy ví dụ ấy, lấy 2-3 cọng cô dì chú bác hay anh em họ hàng, nó giá rất là rẻ nhá. Không bằng một gọi là đây, cái dây sạc đẻo này mình mua ngoài tiệm này, 70.000 một cây. Mà đây sạc anh em thấy không? Này, sắp ra đi rồi đó. Trái ra làm sao cả? Mình nhìn thấy cái sạc này là đầu tiên là mình chỉ mua về mấy cọng mình bảo xài thôi, nhưng mà thấy nó khá là hay. Xong rồi thấy anh em hưởng ứng, anh em mua, anh em đặt. Có mấy anh em là đặt rồi muốn đặt nữa đây. Hôm nay hàng về ha. Đây anh em nhìn này. Chất liệu của nó đây nó rất là dẻo nhá. Chứ nó không như mấy cái dòng sạc này ra quán tiệm nó kêu là đừng có bẻ bốn cong thôi. Thua. Đây này. Nó dây sạc phải như cỡ này này đó. Anh em thấy không? Dẻo như silicone nữa ha. Anh em nhìn này, nó mềm này. Đó. Và hai cái là sạc đa năng ba đầu luôn. Chứ không phải là mấy cái loại sạc mà ngoài thị trường mà bán tào lao mà cái dây mềm mềm, dây xoắn xoắn. Mấy cái đó mình có, nhưng sạc được vài bữa là hư ngay à. Còn dây này thì bao xịn anh em nhé. Mình nói rồi, không phải cái hàng nào mình tầm bậy tầm bạ mình nhập về cho anh em đâu. Đó. Mình đi buôn đấy, tự nhiên mình nhảy ra buôn dây sạc anh em biết rồi ha. Nói chung là nó hay, mà cái giá thành của nó rất là ok nhá, nó vừa túi tiền anh em thôi. Đó. Cái này thì bao bền cho anh em. Chứ không như ba cái này một năm mình xài mất, như mình cứ di chuyển nhiều ấy, rút ra ổ này để rút ra ổ kia, một năm mình xài ít nhất là 2-3 cọng. Mà mua mắc tiền thì có rẻ đâu, mà dây này nó ngắn. Cái cọng dây này thì nó dài này anh em nhìn này. Nói chung là nó dài 1m2 á, còn mấy cái cọng này chỉ có 1m à. Mà nó dẻo, quan trọng là anh em biết sao là mình sạc hay sợ là nó bị gãy cái đầu này nhất, đa phần là vậy nhá. Anh em nhìn cái dây này là cái độ tin tưởng cỡ đầu ha. Nó có đèn này, đây là trong buổi tối thì nó sáng lắm. Đây là, đây anh em nhìn đó, đây là ban ngày nhá. Anh em nhìn không, đèn rất là sáng. Bây giờ là 1:30 chiều ha. Đó. Đây mình để vào trong đây đi cho nó sáng. Buổi tối thì nhìn rất là thích nhá, nhìn là biết là cái dây sạc làm ở đâu ha. Rồi, đây này, của nó thì nó kèm như hình này, đó. Dây này ra bọc lấy của nó. 25k một em á, còn anh em nào mà lấy số lượng nhiều thì mình chỉ ưu tiên là mình bao ship được thôi nhá. Chứ mà mình không thể bớt được nữa đâu anh em ạ. Còn nếu mà anh em mà lấy khoảng, ví dụ anh em mà điện thoại mà lấy khoảng 50-100 cộng, thì cùng ngắm mình chỉ bớt được cho anh em là 1.000 cái rồi mình bao ship cả nhá. Chứ cái giá này thì mình không thể bán thấp hơn được nữa nhá. Chứ anh em biết không?
Mình mua 5 cái, 10 cái giá cũng vậy, mà mình mua 100 cộng giá cũng vậy. Mình nói thật lòng với anh em luôn á nhá. Ship cũng là không được cao á. Không biết bán buôn cái kiểu gì á, nhưng mình thì cái cá nhân mình buôn bán không biết, mình nhập đầu ra đầu vào là, nhưng mà chỉ là lẻ nó khác nhá. Rồi nhập đây thì thôi thua rồi, mình biết nói sao rồi ha. Lấy 5 cộng 10 cộng giá cũng vậy. À, lấy 100 cộng giá cũng vậy, mà tiền ship thì cũng tự trả. À. Rồi, còn pin 18650 thì cũng về nhá. Pin đợt này thì đẹp hơn lần trước, anh em yên tâm ha. Rồi cả pin mà lipo mà mấy cái pin này cũng có này. Đó mà mấy anh em mà về đâu rồi? Về mà chế vào đèn á, đèn thì vẫn còn anh em á. Đèn thì đèn 12.000 thì chắc là còn tầm khoảng mười mấy cây là hết rồi nhá. Lần này là hết thực sự luôn á. Tại vì chẳng qua là mình chừa lại cái phần của mình làm thôi, mình mới bung ra bán cho anh em nhá. Thì đa phần là còn cái loại 10.000 nhá. Loại 10.000 và loại 8.000. Đó. À còn cái bạn khách quen bạn Khánh mà kêu mình lấy đèn á, mình quên mình nhắn cho bạn mà cái bu không nhớ rồi nói trên đây bạn có coi được không? Cái loại mà bạn kêu là 50 á, cái chá vàng á là nó chỉ có loại 40 bạn nhá. Chứ cái loại chá vàng không có loại 50 đâu. À, cái loại 50 thì chỉ có loại chá trắng thôi, còn chá vàng thì chỉ có 50. 50 là sạc đâu rồi? 50 thì nó sạc có dây số 8 này. Còn còn 40 thì nó chá vàng và nó dây sạc giống như là mấy cái cắm vượt muỗi á. Đây. Đây, 50 đây ha. Đó. À 40 chứ. Đó là nó sạc như này ha. Còn 50 thì nó không có chá vàng bạn ha. Có gì ấy thì báo mình ha. Nếu bạn lấy thì bạn báo mình, còn không lấy thì mình chưa gửi đâu ha. Chứ lúc rồi cũng phiền phức lắm ha. Rồi. Rồi, anh em tẹt bô đi ha. Rồi thoải mái cho anh em xài ha. Nói chung là mỗi loại ít màu lọ màu kia. Đó. 25.000 cộng nhá. Rồi, sớm qua đâu lại tắt đi rồi. Hết pin anh em ạ. Pin mà hôm nọ mình thay mình gắn mình đã sạc đâu, mình thử để xem nó độ trâu bò cỡ đâu á. Đây sạc nó luôn ha. Đó, sạc đa năng á. Nói chung cái sạc này thì anh em sạc được các kiểu, iPhone cũng được. Đây đầu này là đầu iPhone nhá. Đó, đầu này đầu iPhone này nhá. Đầu này là đầu Samsung mới này, đầu Samsung mới này, Apple Epic đều được hết. Rồi, sạc tí rồi mình rút ra để số điện thoại cho anh em nhé. Rồi, số điện thoại mình đây ha. Anh em liên hệ nhắn tin mình, anh em nhắn tin cho nó tiện nhá. Nhắn tin hoặc là nhắn tin nhắn qua Zalo hoặc điện thoại mình nhá. Còn mà anh em mà điện thoại nhiều khi mình ở trong cái hoàn cảnh mà mình không có giấy bút sẵn nên mình không ghi được. Trong hoàn cảnh nó chỉ ưu tiên những anh em mà gọi là anh em biết nó mà nó không biết mình ha. À, có nghĩa là anh em mà viết lách nọ kia thì anh em kiến thức hơi thiếu một tí ha. Là anh em biết nó mà nó không biết mình ha, thì mình ưu tiên để anh em mà điện thoại anh em đọc thẳng cho mình ghi địa chỉ nhá. Còn tốt nhất thì anh em đặt hàng thì liên hệ dùm mình là nhắn tin nhắn qua điện thoại hoặc nhắn tin nhắn Zalo dùm mình nhá. Chứ mình thật sự con người công việc anh em biết là mình chạy đi chạy lại đi đi lại lại rất là nhiều việc, chứ không phải là lúc nào cũng ở không đâu ha. Không thì ví dụ buổi tối mình ngồi một chỗ làm thì mình còn có thể nhá. Rồi chào anh em nhá. 25.000 cái, còn pin 18650 anh em lấy trên 20 cục là giá 13 nhá. Anh em nào lấy số lượng thì có thể liên hệ mình nhá. Pin Sanzo hết anh em ạ. Mình sẽ chọn cho anh em là nó cùng dòng xả hết nha, ví dụ dòng C hay là dòng D hoặc gì đó nhá. Rồi. Cục pin đó thì mình có thử nghiệm rồi, nó rất là trâu nhá.